cái file stream của mồi, và đây là cái mồi gọi nhé. Tới mình sẽ có một số file về thúc giục nữa, và hy vọng rằng các bạn có thể muốn mình muốn giao lưu với tất cả các bạn trên mọi miền tổ quốc qua cái số điện thoại là 0163 5305 982. Mình tên là Thao, với biệt danh trên diễn đàn là Thao Cô Gái Hay. Mình ở ngoài Bắc, hy vọng rằng sẽ đóng góp thêm một màu sắc trên diễn đàn Chim Cô Gái. Mong các anh em thông cảm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hãy đăng ký kênh YouTube của mình để đón nhận những sự chia sẻ mới nhất của mình. Thân ái chào tạm biệt.
số điện thoại là 0163 5305 982. Mình tên là Thao, với biệt danh trên diễn đàn là Thao Cô Gái Hay. Mình ở ngoài Bắc, hy vọng rằng sẽ đóng góp thêm một màu sắc trên diễn đàn Chim Cô Gái. Mong các anh em thông cảm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hãy đăng ký kênh YouTube của mình để đón nhận những sự chia sẻ mới nhất của mình. Thân ái, chào tạm biệt.